Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Thiết Kha và anh Phương rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Nghệ An, tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong. Thanh niên chở ba lạng lách tông thẳng vào tổ cảnh sát giao thông. Khám xét trụ sở F88 để điều tra các hoạt động cho vay và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Lan tỏa yêu thương qua chiếc áo dài. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ 55 phút sáng nay trên tuyến đường tỉnh 542E đoạn qua địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm khiến ba mẹ con tử vong. Vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 14C-20103 chưa rõ người điều khiển di chuyển trên đường tỉnh 542E hướng Hưng Nguyên đi Nghi Lộc. Khi đến địa phận đoạn qua xóm 9B, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 37N1-576XX do một người phụ nữ điều khiển chở ba con nhỏ đang trên đường từ nhà đến trường. Vụ tai nạn khiến ba người trên xe máy tử vong, một cháu nhỏ bị thương được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Hồng, ở nhà thường gọi là Dung, sinh năm 1997, cháu Hoàng Văn Bảo, học lớp 4, con chị Hồng, và cháu Hoàng Kim Oanh, lớp 2. Cháu nhỏ còn lại bị thương là Hoàng Văn Trọng, sinh năm 2018. Vụ tai nạn giao thông thương tâm đã gây rúng động cho làng quê sáng nay. Trước đó, chiều qua, một vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hai xe máy va chạm ngay giữa ngã ba chợ, khiến hai người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 phút chiều qua, Đặng Ngọc Tâm, 32 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển xe máy biển số 93FA2896 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Đến ngã ba chợ giao nhau có tín hiệu đèn với đường Phạm Ngọc Thạch thuộc khu phố 1, phường Tiến Thành, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93B2-67565 do người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển đi trên đường Phạm Ngọc Thạch bên phía tay phải từ trong chợ ra quốc lộ 14. Cú va chạm mạnh khiến cả nam thanh niên và người phụ nữ bị ngã văng ra giữa đường, bị thương. Trong đó, người phụ nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng. Thưa quý vị, trong sáng nay, trên mạng xã hội cũng xôn xao clip ba thanh niên lạng lách đánh võng, lao thẳng xe vào tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường. Xác nhận với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Toản đã chở ba phóng xe máy với tốc độ cao, đã tông thẳng vào tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 37, khiến hai cán bộ của đơn vị bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng đã bị khống chế, đưa lên viện và chuyển cho công an thành phố Hải Dương để điều tra. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút tối qua ngày 5 tháng 3, tại km 52+500 quốc lộ 37 thuộc phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Tổ công tác gồm 4 cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn tại địa phận trên. Lúc này, xe máy biển kiểm soát 34B4-59051 do Nguyễn Văn Toản điều khiển chở sau Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài đều ở xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, chạy theo hướng Gia Lộc, thành phố Hải Dương. Cả ba người này đều không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách đánh võng, đi với tốc độ cao và tông thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Hậu quả khiến một cảnh sát giao thông bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Riêng đối tượng Toản cũng được chuyển lên Bệnh viện 108 Hà Nội để tiếp tục điều trị trong tình trạng gãy chân, chấn thương vùng mặt. Hai người ngồi sau bị thương nhẹ. Sáng nay, một sự việc khác được dư luận khá quan tâm, đó là Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khám xét chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88, công ty F88 trên đường Nguyễn Oanh để điều tra các hoạt động cho vay và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. F88 là cái tên khá đình đám trên cả nước chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính.
Theo đó, sáng nay, hàng trăm cảnh sát giao thông, cơ động, hình sự, v.v. đã bao vây khám xét công ty F88 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nghi vấn doanh nghiệp này đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản. Chi nhánh công ty F88 đặt tại 2 tầng của tòa nhà trên có sức chứa hàng trăm nhân viên. Công ty này thuê tòa nhà này để hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2022. Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản. Thời gian vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản, khủng bố. Trước đó, hàng chục người của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mirae Access và chi nhánh công ty luật trách nhiệm hữu hạn Powerhouse đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam. Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối. Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ một nghi phạm, tiếp tục truy xét nhóm đối tượng đánh nhau tại một quán nhậu trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 3 tháng 3, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại quán nhậu Cá Câu. Khi công an có mặt tại hiện trường, nhóm đối tượng gây rối đã bỏ đi trước đó. Đến chiều qua vận động, các đối tượng đã trình diện, khai báo thành khẩn vụ việc xảy ra. Theo đó, nhóm của Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1998, trú quận Cẩm Lệ, và nhóm bạn cả nam lẫn nữ đến ăn nhậu tại quán Cá Câu. Sau đó xảy ra tranh chấp, đánh nhau với chủ quán, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra một bãi chứa phế liệu trên đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi, ô tô đậu phía trước cũng bị cháy. Trước đó, khi qua bãi chứa phế liệu trên tại góc đường Hồ Văn Long, Võ Trần Chí bốc cháy dữ dội, nhiều người phát hiện sự việc hô hoán nhau. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đám cháy sau đó được cảnh sát khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thưa quý vị, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trường Chinh, sinh năm 1995, ngụ thành phố Biên Hòa, để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đây chính là tài công đã lái chiếc thuyền chở 12 khách bị lật trên sông Đồng Nai, khiến một thai phụ tử vong hồi rằm tháng Giêng vừa qua. Theo điều tra của Công an, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 5 tháng 2, Nguyễn Trường Chinh điều khiển thuyền chở khách ký hiệu DN1228 chở theo 12 hành khách lưu thông trên sông Đồng Nai, hướng từ chùa Phước Long thuộc địa bàn Cù Lao Ba Sang, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến bến Đò Xưa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi thuyền lưu thông tới km 31+600 trên sông Đồng Nai thuộc địa phận khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, thì thuyền băng ngang từ phải sang trái. Trong quá trình băng ngang thì thuyền do Chinh điều khiển va chạm với xà lan chở hàng ký hiệu VL15108 do ông Trần Thanh Tâm, sinh năm 1973, ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển, đang lưu thông hướng vào cảng Đồng Nai. Vụ va chạm khiến thuyền DN1228 lật chìm xuống sông Đồng Nai và tất cả hành khách đều rơi xuống sông. Ngay sau đó, một số người đã điều khiển thuyền và ghe ra khu vực gặp nạn ứng cứu và vớt được 11 hành khách. Riêng chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1991, ngụ thành phố Biên Hòa, đang mang thai 3 tháng tuổi, tử vong do đuối nước. Sau khi được Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai kêu gọi đầu thú để được hưởng khoan hồng, đối tượng truy nã vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy Lê Thị Diễm Trinh, 36 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, Lê Thị Diễm Trinh phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy rồi nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc. Ngoài hành vi trên, Trinh còn bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi đang trong quá trình điều tra.
Cũng tại Đồng Nai, hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ một cơ sở y tế trên địa bàn, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mai Thành Thuận, sinh năm 1985, ngụ tại phường Tân Vạn về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động tại thời điểm không có ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Số tiền bị xử phạt là 45 triệu đồng được áp dụng tại điểm A khoảng 6 điều 39 Nghị định 117/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động cơ sở trong thời gian 18 tháng. Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện cơ sở y tế của ông Thuận vi phạm quy định về hoạt động trong lĩnh vực y tế nên đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt. Thưa quý khán giả, hiện chị em phụ nữ trên cả nước đang vô cùng náo nức, vui tươi trong tuần lễ áo dài Việt Nam. Cũng nhằm đưa áo dài vào trong sinh hoạt đời thường, góp phần xây dựng thành công đề án Huế Kinh Đô Áo Dài, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động phong phú như quảng diễn áo dài cộng đồng, chương trình nghệ thuật đặc biệt áo dài Hương Sắc Huế, mặc áo dài tham quan Đại Nội Huế miễn phí, đặc biệt khai trương gian hàng không đồng tặng áo dài truyền thống cho hàng ngàn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sau đây mời quý vị cùng đến với các hình ảnh ý nghĩa này. Áo dài không chỉ là biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mà còn là đại diện cho văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chưa thể có cho riêng mình một bộ áo dài. Do đó, trong khuôn khổ ngày hội áo dài và ẩm thực với chủ đề Hương Sắc Huế, nhiều chị em phụ nữ rất phấn khởi khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tặng những chiếc áo dài chứa đựng tình yêu thương từ gian hàng áo dài không đồng. Hôm nay tôi đến đây để tham dự buổi lễ hội áo dài, tôi được tặng miễn phí, tôi rất sung sướng. Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, đông đảo chị em phụ nữ, các nhà hảo tâm đã quyên góp về hội 2.000 bộ áo dài để tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các bộ áo dài khi nhận về, hội đã phân loại, gấp gọn gàng, ghi rõ kích cỡ và đóng gói cẩn thận vào từng túi nhỏ. Những chiếc áo dài được trao tặng là cách để lan tỏa mạnh mẽ phong trào mặc áo dài, cũng như giữ gìn tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống và khẳng định thương hiệu Huế Kinh Đô Áo Dài. Gian hàng áo dài không đồng được phát động và quyên góp mà hơn 2.000 chị em phụ nữ đã gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng thời quảng diễn áo dài và cái chương trình nghệ thuật áo dài Hương Sắc Huế, từ đó thể hiện vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong đóng góp trong cái thành công của đề án Huế Kinh Đô Áo Dài. Đó là từ chị em phụ nữ sẽ lan tỏa những cái chiếc áo dài đến tất cả các cộng đồng, đối với những hội viên phụ nữ khó khăn cho đến những chị em hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Huế là mảnh đất gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển áo dài Việt Nam suốt hàng trăm năm qua. Thời gian qua, tỉnh tích cực triển khai đề án Huế Kinh Đô Áo Dài Việt Nam, từng bước hướng đến phục hưng di sản văn hóa truyền thống áo dài Huế, đưa di sản ấy vào cuộc sống đương đại và từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu áo dài Huế để trang phục này trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương. Vâng, câu chuyện trên cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ. Chương trình do Phòng Thời sự đã phát thanh truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ vào ngày mai, 19h45 phút trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.